Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món nộm đu đủ cà rốt nhé. Như các bạn nhìn thấy thành phẩm ở đây, nộm đu đủ cà rốt rất là bắt mắt đúng không ạ? Với vị chua cay mặn ngọt cùng với mùi thơm của lạc rang, rau thơm sẽ tạo lên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Và mình hy vọng rằng với những cái nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm thì các bạn đã có thể bổ sung thêm thực đơn của gia đình nhà mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn hấp dẫn này nhé. Và bây giờ thì đây là các nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu đầu tiên đó chính là đu đủ. Đu đủ ở đây thì các bạn chọn đu đủ xanh hoặc là quả hơi ương một chút như thế này nhé. Đây là đu đủ ở vườn nhà mình nhé. Tiếp đến là cà rốt. Với khoảng 500g đu đủ thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 100g cà rốt với một quả chanh, tỏi, ớt và rau thơm. Rau thơm ở đây thì mình dùng rau kinh giới nhé. Các bạn cũng có thể dùng rau mùi, rau húng hoặc là bất kỳ cái rau thơm nào mà các bạn thích. Tiếp đến đó là lạc rang. Lạc rang thì cho vào làm cho cái món nộm này có mùi thơm rất là hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sơ chế đu đủ và cà rốt nha. Đu đủ và cà rốt thì các bạn cần phải gọt vỏ và lạo sợi. Và chúng ta tiến hành nhé. Bây giờ đây là chúng ta sẽ gọt vỏ của cà rốt và đu đủ để chúng ta sẽ rửa sạch và lọc sợi. Với khoảng 500g đu đủ thì các bạn sẽ cần cho mình khoảng 100g cà rốt nhé, với tỷ lệ khoảng 1:5 để chúng ta tạo nên cái màu nó rất là hấp dẫn, hài hòa. Với những quả đu đủ mà mới hái thì các bạn nên băm cho nó ra bớt nhựa nhé. Ở đây là nạo nhà bà ngoại nên là mình dùng không quen lắm, mình sẽ phải đổi cái nạo khác. Các bạn có thể băm bớt cái nhựa và chúng ta sẽ để chảy dưới vòi nước để cho bớt nhựa nhé. Và các bạn rửa sạch, ngâm với một chút nước để cho ra bớt nhựa. Bây giờ chúng ta sẽ rửa sạch. Đây là đu đủ và cà rốt sau khi mình đã ngâm qua nước bớt nhựa nhé. Và bây giờ thì đã sạch rồi, bây giờ các bạn chỉ cần việc lạo sợi thôi. Các bạn sẽ lạo sợi hoặc nếu như các bạn hoặc là một số bạn có thể băm, có thể thái và thái dạng con chì. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có lạo rồi thì cách làm nộm này rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn chỉ cần bào sợi thôi. Đối với đu đủ cũng vậy, các bạn sẽ bào sợi nhé. Và đu đủ thì các bạn nên chọn đu đủ xanh thì sẽ giòn hơn và chỉ hơi ương thôi nhé. Các bạn đừng chọn đu đủ chín quá thì nó sẽ làm cái món nộm này bị mềm và không được ngon, mất đi độ giòn. Và đây là đu đủ và cà rốt sau khi các bạn đã lạo xong. Nếu như các bạn dùng đu đủ ương như thế này có một chút màu hồng, màu cam này rồi thì các bạn có thể giảm cái lượng cà rốt đi để cho cái màu sắc này được hài hòa nhé. Và bây giờ thì các bạn để cho món cà rốt và đu đủ nó bớt cái vị cứng thì các bạn sẽ ướp với một chút muối nhá. Muối ở đây với khoảng 500g đu đủ này, 100g cà rốt thì các bạn cho mình khoảng 2 thìa sữa chua bột canh nha. Hay là muối để các bạn có thể ướp. Các bạn sẽ trộn trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút để cho miếng đu đủ và cà rốt được mềm.
bạn trộn đều. Có rất là nhiều món nộm mà gỏi rất là đơn giản. Tuy nhiên thì món nộm đu đủ cà rốt cũng là một món mà được mọi người rất là yêu thích bởi cách làm đơn giản và cái vị của nó giòn ngon rất là hấp dẫn. Và trong khi chờ đợi ướp thì các bạn sẽ pha cái hỗn hợp để chúng ta trộn chua cay ngọt nhá. Để chúng ta làm gỏi đó. Thì bây giờ nguyên liệu đầu tiên đó là các bạn cho mình khoảng 2 thìa nước mắm. Ở đây là mình nhầm mất nước mắm nấu của mẹ mình. Bây giờ các bạn sẽ cho mình khoảng 2 thìa nước mắm nhá. Nước mắm thì đây là đối với nước mắm chấm loại nhạt nhá. Nếu mà nước mắm mặn thì các bạn có thể điều chỉnh để giảm nhá. Cho 2 thìa nước mắm này, 4 thìa nước nhá. Và 2 thìa đường. Các bạn hòa thành một cái hỗn hợp chua cay mặn ngọt. Để khi các bạn trộn vào thì món nộm nó không bị khô. Tiếp đến là các bạn cho mình khoảng nửa quả đến một quả chanh, tùy các bạn thích độ chua nhiều hay chua ít. Ở đây thì mình dùng một quả chanh nhé. Có nhiều người thì thích trộn, có nghĩa là mọi người sẽ không làm một cái hỗn hợp nước chua ngọt như thế này mà mọi người sẽ cho luôn trực tiếp cái gia vị, chỉ còn gồm có đường, muối, chanh và chúng ta không cho thêm nước chẳng hạn, thì như vậy thì cái món gỏi hay món nộm nó hơi khô. Mọi người thích ăn món nộm nó có một chút nước, như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho tỏi băm và ớt vào nha. Ở đây là tỏi mẹ mình giã chứ không phải là băm. Các bạn sẽ băm nhỏ tỏi và ớt. Cái lượng ớt và tỏi thì là tùy ý các bạn, có nghĩa các bạn thích nhiều hay ít thì chúng ta có thể điều chỉnh. Ở đây thì có thể dùng khoảng nửa đến một củ tỏi, và ở đây mình chỉ dùng đến nửa quả ớt thôi vì mình không ăn được cay nhiều. Sau khi các bạn đã trộn muối vào đu đủ và cà rốt thì chúng ta sẽ trộn đều lại một lần nữa và chúng ta vắt kiệt nước nha. Đây các bạn nhìn thấy ở đây đu đủ và cà rốt đã mềm hơn đúng không ạ? Các bạn vắt kiệt để cho ra bớt nước và bớt cái vị mặn của muối khi các bạn ngâm. Có một số bạn thì thích rửa lại bằng nước lọc, tuy nhiên thì mình thấy như vậy thì nó sẽ làm cho món đu đủ và nó bị nhạt của cái vị đu đủ và cà rốt đi. Vì vậy khi ướp thì các bạn điều chỉnh cái lượng muối vừa phải để chúng ta chỉ cần việc bóp hết nước đi là được, không để làm món nộm quá mặn. Và bây giờ thì các bạn chỉ việc đổ cái hỗn hợp chua cay mặn ngọt mà các bạn đã chuẩn bị vào và chúng ta trộn đều lên thôi. Cái nguyên liệu ở đây định lượng là mình dùng với khoảng 500 g cà đu đủ bào sợi này và 100 g cà rốt nha. 2 thìa mắm, 4 thìa nước lọc, 2 thìa đường, một quả chanh, nửa củ tỏi và lượng ớt thì các bạn tự điều chỉnh theo khẩu vị của gia đình.
Đặc biệt đối với trường hợp có trẻ nhỏ thì các bạn không nên băm tỏi và ớt quá nhỏ, thì khi ăn thì sẽ bị cay. Và bây giờ thì các bạn có thể nêm nếm gia vị, điều chỉnh lại một chút. Sau đó thì các bạn sẽ lấy thêm rau thơm. Các bạn sẽ cắt vào đây để chúng ta trộn đều nhé. Rau thơm ở đây thì mình chỉ dùng rau kinh giới thôi. Các bạn có thể dùng rau mùi này, rau răm, rau húng nếu như các bạn thích, hoặc là tùy gia đình có rau gì thì chúng ta sẽ dùng cho hợp lý, tùy với khẩu vị của mọi người. Mình thấy là món nộm đu đủ với rau kinh giới thì rất là hợp. Các bạn cắt nhỏ, chúng ta sẽ trộn đều nha. Và trước khi ăn khoảng vài phút thì các bạn sẽ trộn nạc vào nhé, để nạc nó giữ được độ giòn. Bởi vì khi các bạn trộn nạc vào quá sớm thì làm cho món nạc nó ngấm nước và nó không còn giòn nữa. Cái món nộm phải có một chút nước như thế này thì khi ăn nó không bị khô, rất là mình thích như vậy. Còn nếu như các bạn không thích cái vị trộn nước chua ngọt thì các bạn có thể trộn trực tiếp cái gia vị vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ việc bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Và bây giờ các bạn sẽ rác thêm một chút nạc ở trên nha, để khi ăn các bạn sẽ trộn đều cùng. Và trang trí thêm một chút rau thơm. Và mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và bây giờ thì các bạn hy vọng rằng cái chia sẻ này thì các bạn có thể là một cái gợi ý mà các bạn thêm một cái thực đơn nữa trong gia đình của mình. Và bây giờ thì mời các bạn thưởng thức món nộm đu đủ cà rốt nha, với vị chua cay mặn ngọt rất là hấp dẫn, hài hòa. Mà hơn nữa nó có một cái độ giòn của đu đủ cùng với mùi thơm của lạc rang, rau thơm rất là hấp dẫn ạ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và hãy góp ý cũng như chia sẻ cũng như gợi ý các cái thực đơn trong gia đình của các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.